hộp gà hộp vịt đi, cứ không phạm hộp gà hôm nay sinh nhật anh Vinh hả? Dạ đúng rồi anh Tân Nguyễn ơi, là sinh nhật của anh Vinh nha anh Tân Nguyễn ơi. Hello Tân Nguyễn trả về nhà, Tân Nguyễn mẹ gà với gì sân bán vé gì bán vé vô đem chuyện lạ có thật là sao đúng không Thanh ơi? Anh Tân ơi ra đây nhậu luôn anh Tân ơi, chúc anh Vinh sinh nhật vui vẻ. Anh Tân hẹn chủ nhật rồi anh. Đừng biết có dạo dạo ok nha anh Vũ Nguyễn. À cái đó lần trước á, lần trước á. Hello chị Lan Phương nha, chào chị yêu Lan Phương nha. Chết dậu kìa. Ê, tao dẫn mày với bà Dũng đi ra ngoài mua cặp nhẫn cưới nha Quỳnh. Ok không Quỳnh? Gì vậy? Trời ơi, chị chỉ kìa. Kêu ông đi đi kìa. Đi không? Tao trả cho cặp nhẫn cưới. Rồi. Đi Quỳnh lấy cặp nhẫn cưới xong về. Đi trước đi. Đi trước Quỳnh ra đi theo sau chứ đi chung ngại lắm. Đi trước đi má. Đứng lên đi nè, đứa năm phân thôi nha. Tính mua đứa năm phân rồi, được tính mua đứa năm phân rồi. Ê, mày phải làm trước mấy bàn làm nó mỏi đi. Đầy đủ đàng hoàng, đầy đủ rễ nha. Mày với Tấn thì đứng dai mày bên mày đi, tao với vợ cũng dai bên mày. Trời trời, anh Tân Nguyễn nói là chủ nhật gặp nha anh Vinh ơi. Dạ. Ok anh Tân Nguyễn. Hello Lan Phương, chúc sức khỏe. Làm gặp chị Lan Phương nha, chị yêu ơi, lâu quá gặp chị nha. Em đi 4 ngày 3 đêm rồi nha chị ơi. Đó, giờ cuộc đời em đã nửa bóng nửa cẳng. Đời em là bóng, nhưng không ngờ anh Tấn Nguyễn còn bóng hơn em. Qua về anh làm cho một cái lẩu là gì á, cái gì cho cái đồ có 400 ngàn, 500 là có con nhỏ. Với Vũ con quỷ già kia lên rút gừng phải thù. Còn 6 lon. Còn 6 cái lon gì đó. Rủ quỷ già là quỷ nào? Quỷ sinh già già, quỷ già. À. Chào anh Tân Nguyễn, chúc sức khỏe mọi người xem like rồi, chào anh Mập Đức nha, vui vẻ nha anh ơi. Đó mọi người mạnh tay cho em một like, một chia sẻ đi mọi người ơi. Mọi người đâu hết là comment mọi người ơi. Bữa em gái giờ 10. Trời ơi em bán có vài bữa nữa em đợi Sưng đi cho đi Đà Lạt về tụi em đi Long An nha. Thì Sưng quỷ kèo Đà Lạt rồi. Ủa vậy hả? Rồi làm sao không nói gì hết trơn là làm ngày rồi. Để làm đi. Đi làm đi, nói chung là khi nào anh thoải mái thời gian rồi muốn đi đâu đi, ngày chút nào đi cũng được. Có, ngày mai vẫn là bình thường, phải 28 giờ rồi. Qua bên anh Lai nấu vịt xiêm nấu chao ăn. Muôn vịt 3kg mấy nấu chao ăn rồi Lai em ngồi trên bàn với ghế đó, em Lai bán bình thường thôi. Rồi bye bye, đổi chỗ đi luôn, đổi chỗ đi. Đổi Long Thủy đi cũng được, qua nhà anh Vinh đi mày. Dạ, cho hỏi chủ nhật hẹn gặp anh Hải Dậu Toàn. Dạ, chủ nhật anh Tân Nguyễn ghé chơi nha mọi người, là nhậu nhạc chung với anh Tân Nguyễn với anh Vinh nha, cho nên là không có gặp fan này chị Nguyễn Chi ơi. Nói chung là fan này sao? Fan này tụi em là khỏi em lúc nào fan ra cũng được nha. Ờ, chị Sưng có đi không? Đi chị Nguyễn. Ờ, vậy là mai đổi chỗ, mai sẽ qua nhà anh Vinh Lai nha. Đó, lâu lâu đổi Phương Thủy nha cả nhà. Nói chung là như nhậu nhà anh Vinh thì tóc mình vui vẻ thôi. Có nhiều chơi nhiều cả nhà ơi. Có gì chơi nhiều tóc của mình thôi. Đó em và anh Vũ Nguyễn nha. Chị Bi Xin vô nhé, đừng núp lùm. Thấy không đẹp nhé. Trời ơi đó, anh Tư Nguyễn cứ mê cô Bi Xin hoài. Có bán hộp 5 không? Không, có nha, có bán luôn nha. Hộp 5, hộp 4 là gì? Gì? Đạp đá đó. Em có bán luôn. Anh dậu không? Má mình nói mệt bạ, con mang nó bắt à. Chưa, em chưa có nói hết, mọi người đó em nói. Em có bán nha, nói chung là đường dây là sẽ đưa qua bên chỗ là địa chỉ là 237 Nguyễn Duy Dương, công an phường 2 quận 10 nha. Đó anh ra đó anh lấy luôn nha. Vào mỗi sĩ lẻ ngoại luôn nha. Ra kiếm anh. Ra kiếm anh là công an khu vực của phường 2 quận 10 là chỗ em ở là sẽ có giao tranh tận nơi luôn nha. Tuấn hay nói ơi. Cần xem số cho số điện thoại công an đó không? Chào Ngọc Đức vui vẻ nhé, chị Lý Màn Sầu xuất hiện đi chị. Anh Tân Nguyễn em hóng ngày chủ nhật lắm nha anh kha kha kha. Trời ơi vui vẻ nha. Nói chung là ai muốn lấy hộp 5 hộp 4 cứ ra ngoài chỗ 237 Nguyễn Duy Dương, đó phường 2 quận 10. Đó nguyên cái đồn công an luôn, còn không thì ra ngoài chỗ 230 mấy cô gia tự, ủy ban nhân dân phường 2 quận 10 đó ra ngoài lấy nha. Chị Bi Xin gửi lời chào anh Vũ Nguyễn và mọi người xem live vui vẻ. Bà là bệnh nhờ. Chế Dũng bán được trứng chưa anh Dậu? Dạ bán được bây giờ à, cũng bán được 700 trứng với 300 là chị ơi. Đúng là Chế Dũng bán là có khác nha, 700 trứng. Nói chung là em có duyên tôi bán lắm.
ai kiếm biết em bán chưa được, ai mua chân này, ai mua quần, quần nó mua bạc à, quần mua hai chiếc không quần, quần em, quần em, anh đã bao đêm bao ngày mong nhớ, ta sống bên nhau trong hạnh phúc như em về. Cái dùng mật giác một tuần đây là bắt đầu kiếm chỗ và kiếm số điện thoại để tới luôn. Ngàn chai. Cái Dũng tối là gì? Ngày đầu tiên á là nó lấy Zalo cho nó gọi tôi mười mấy cuộc đó má, buổi tối á. Ghê vậy. Ừ. Nè, bố á mà có vụ án là coi như xác định nha. Dậu đừng nói như vậy. Bỏ qua bình luận đó đi, công an mời bây giờ. Nói chung là người nào muốn mua em chờ. Ok chị Kim Dung Anh, nói chung là vui vẻ nha chị. Sung lên chế Dũng ơi. Rồi ok nha. Rồi 300 chứng đem sung lên làm cái show mọi người ơi. Thiếu 300 chứng mọi người ơi. Em gì? Chủ nhật em chúc mọi người nhậu có cục gạch trội banh cái bàn luôn. Trời, cái miệng cứng hay nói quá trời luôn, nãy giờ bận xíu. Ok anh em thương cử nha, hai chứng của chế Dũng tặng riêng cho Quỳnh đi. Đúng rồi Quỳnh Chi, chuyển nãy đi là tao cho hai đứa một phòng. Trời ơi thảm còn má đẹp má, đẹp má. Mình chi của anh đi xa rồi thương cử nha. Ca ca mày chạy lên giường nằm luôn mày. Đây, ừ đó. Vậy là giường nằm dưới sân luôn nhớ không? Tối nào? Mà tối bữa đi cổ thạch đó. Bình thường tao mà sức khỏe con bình thường. Má thôi má, má còn đặt thêm cái nữa. Tà má nhảy lên giường tôi cũng chịu, chứ nhảy lên má chồng tôi không có hết. À, vậy hả? Nhảy giường mơ đi. Má còn đặt cái nữa. Má ơi, đừng mơ đây má. Tôi đi ra, tôi đi ra, tôi vô, tôi ỉa, tôi ngồi trong kế bên kia má. Trời ơi, ỉa mà. Ừ. Trời, nó tính là kêu vô nè. Tại vì tỉa tôi mới vừa cởi quần ra tôi bẻ tôi chạy đau toàn tôi thấy mẹ ơi. Ủa mà bữa đó là bốn người ngủ chung luôn hả? À, ai đang nhậu ngoài chơi ngồi tôi mới vô toilet hiểu không? Cái bà đâu bà chạy vô bà không la làng gì chân á. Bà vô bà ngồi kế bên cái phòng cửa toilet á. Cái tôi đi toilet tôi mặc quần, tôi đi ra tôi thấy bà tôi quả hồn chạy đi vô. Nó nói sao bự quá vậy? Cái gì vậy? Trời ơi là trời quá đất. Quá. Sàm quá nha con, ta còn con gái mà đừng có sàm. Em đi sàm. Trời nó gái đâu gái đó, nó 13 4 tuổi là nó biết mùi rồi kìa. Hello hello Dũng. Mình còn chinh nữa mà lãnh rồi. Hỏi nó còn chinh nữa, Dũng nói chinh nó chinh mùi què vẫn đi bán chúng với mày à. Chết luôn. Chết rồi chuyện mình mất chinh rồi hả? Của anh. Lớn rồi anh Đức Nguyễn có biết không? Đó, là bà lấy bả là chinh không? Luôn ca ca ca. Không rồi, mất chinh là đâu lấy gì đâu. Ờ, mất chinh là bà Dũng không có lấy đâu, bà Dũng không có lấy cái chinh, còn chinh không à. Thôi mày, lấy cái mập là sát bên hai này để bữa. Bữa ấy cái Dũng có gọi cho con á, quay với Tuấn Nguyễn. Trời đất ơi, tối nó ra cái mấy người đi trúng mà nó mở cửa ra chơi tưởng. Ê, tôi ở cho bà cái đai, bà ấy mà tứng, bà đừng, bà ra, bà khỏi ngái là đứa chị bệnh mà luôn đó. Thiệt. Mấy người ngái dữ là nỗi sao này bị độc quỷ lắm á, tôi thiệt đó, bà lo chị đi. Thật sự luôn á. Nè bà má của bộ tôi đó, bà ngái mà tính như đó, sao bà độc quỷ thiệt, bộ mấy người ngái là dữ là độc quỷ lắm á, bà chị. Một cái đai nè bà tính có mấy trăm ngàn à, đai này nè. Nó chị cho. Chị anh đòn gỡ thùng bia cho chị Tuấn Quyển rồi phải không rồi trời. Vậy nói anh Vinh với Tấn Nguyễn, chị gửi thùng bia mai nhậu nha. Rồi ok nha chị ơi. Cảm ơn chị Ánh Đòn nha. Vậy là mai nha. Chị Ánh Đòn. Vậy là mai sẽ nhậu bên nhà anh Vinh. Dạ mai tụi em có thùng bia tụi em nhậu được rồi. Nói chung là ngày mai em sẽ live bên nhà anh Vinh nha mọi người. Kéo lên tụi đặt trường hả? Đây nè, chủ nhật có nhậu cho mình vé nha Tuấn Nguyễn, mình xin giùm mụ hai ngón và gà đen. Trời ơi là trời, Nguyễn ngu dinh quá trời ơi đất. Em nè Khương Tử Nha, sao vậy? Chính mình chi đi khách sạn hả Khương Tử Nha? Ủa anh Tuấn Nguyễn, anh Vinh Đình Ảnh anh đang đi chơi cha nên bữa nay anh ra không được. Chiều ra anh có điện rồi, chúc ra. Chị Dũng ơi, núi lửa quản lý Good Club nè. Dũng BD ơi. Bữa anh ra đành đi, anh lửa gì? Anh lửa, Hà Nội phố. Bú được cái. Ai là ghê. Em chịu nổi anh không mình chơi. Chị Ánh Đòn ơi, chủ nhật ra chơi nhé chị. Nghiệp lắm má, anh khóc. Chị Dũng khóc quá má, gia đình quá khóc nó thương đó đó. Thương ai? Thương Nghiệp Lâm gì đó. Phước Phước cho một chi hơn nữa. Bậy bạ mà anh chửi bây giờ.
Ờ, ông nói thiệt mà, ông nói thương mà. Khóc hết trời luôn, ông nói Dũng ơi, ông dựa được không? Dũng ơi, anh buồn quá. Đó, anh Vinh Đình, anh xem được cái like không, Vinh Đình? Vinh Đình, anh chứt vô mặt mày nè. Anh yếu đi chứ anh đá mày được á nha, Dũng. Tình yêu không đến anh buồn quá, nói không ơi, không có được gì. Anh nếu đến anh lấy được anh thì lấy em đi, mà nó hai chị em trái nhà mà. Trời ơi, ra là anh Vinh Đình có khóc với anh luôn hả? Không chứ bà, âm kia. Ủa, bữa đi không biết, ờ, chậu đâu có biết quên. Có người tình đi theo. Quê vậy? Mà tỏ tình mà người ta không chịu, người ta là trai mà không chịu anh. Trời ơi, quê vậy? Người ta nói là mẹ tôi không chấp nhận nàng dâu có hai trái cóc. Trời ơi. mày nói ha, ai nói. Nói đó, mẹ nó không có thích. Nàng dâu có hai trái cóc má. Nó nói xài. Đã có hai đứa con rồi. Ai? Phước có hai đứa con rồi anh nội. Bởi vì nó ấy nó không có chấp nhận đó. Vợ là giáo viên. Phước thì qua bên qua Campuchia làm. Sao nó mẹ là giáo viên luôn mà? Bên mẹ. Bên ngành xây dựng. Có nhà bánh bông lan rồi, ra đi lấy giùm anh đi em. Nói anh dậu đã có khu gà chưa ra. Vậy anh có rồi nha, bánh bông lan rồi. Mấy giờ có nha, bữa nay anh quên nha. Không có gái quay coi chơi quay gì. Ba thằng này Vinh. Rồi anh ra đây luôn đi, tưởng hay nói rồi, có luôn nha, anh đầy đủ luôn nha. Không có gái quay ba. Ra đây gia đình ơi, ra đây gia đình chơi nè. Trời không có gái qua, không có gì, không có gái quay coi chơi quay ba thằng mà gì à. Có thằng này Vinh Dũng Tuấn Nguyễn ai coi ở cái đình kìa anh cà khịa quá nha anh Tấn. Dậu ơi, có bán trà bông cá không dậu? Dạ không có nha Quỳnh Chi ơi, trà bông gà nha, trà bông heo nha. Gia đình đang đi ăn với bạn nha mọi người, chứ không có nấp ở nhà nha mọi người. Nguyễn mắc cười anh châu Á sai châu Phi nha Quỳnh Chi. Trời ơi, anh của tuổi nhà là sai châu Phi nha. Cho mình số Zalo chế Dũng BD được không? Chị Dũng núi lửa Wood Group nè. Được, 090-7621-571. Đó. Zalo của em là 7621-571 nha chị ơi. Dung núi lửa Wood Group ơi. Ở Garden đang núp lùm hả? Kha, anh Tân, em chào anh Khương Tử Nha, Quỳnh Chi, anh Tân Nguyễn chúc anh nhiều sức khỏe. Em nói vậy Quỳnh Chi chết thèm bây giờ. Kha, Tử Nha, em chào anh Vũ Nguyễn nhé. Chào 326 người đang coi lại nha. Rồi. Lên rồi nha mọi người. Bánh bông lan ơi, có khu gà luôn nha, em ra lấy giùm anh được không? Vẫn còn bán bình thường nha mọi người. Ủng hộ trứng, lạc xưởng, chả lụa đi, chả cá đi. Đó mọi người thương ủng hộ của em đi mọi người ơi. Trời ơi, tâm từ thiện đó mọi người ơi. Trời ơi, cái quạt đâu rồi? Cái quạt tình cảnh rồi. Cái quạt nữa. Con nợt. Mình là khách, mình có quyền ý kiến nha chị Sơn. Chị Sơn đừng nói vậy nha. Hello Garden, I want to you with our. Rồi bớt đi quần kia ơi, bán lẩu vô, bán dạy tiếng Anh đâu mà ý kiến anh ghê vậy. Cho số Zalo đi Tuấn Nguyễn đây, kìa Tuấn Nguyễn, anh còn anh xin số Zalo của anh kìa. Ủa như có mà. Anh có số Zalo của anh Tuấn Nguyễn mà, nói chuyện với Tuấn Nguyễn mỗi đêm mà. Kì vậy anh? Hoàng Thanh nói chuyện với tao hồi nào không nổi, mỗi đêm ông cố nổi. Năm giây trai ông nội. Nhưng mà Hoàng Thanh cái đợt kỳ trước lúc bà lai ở nhà anh là anh có, anh cho chú Zalo rồi mà. Có. Không cho anh hả? Ông Hoàng Anh ơi, anh inbox Zalo riêng cho em đi, em gửi số Zalo cho Nguyễn Quá Tranh nha. Nhưng mà anh phải ủng hộ cho em ít nhất là 5-10 kg gì khô hay chả cá gì đó nha anh. Ít gì? Rồi nè. Trời ơi, số anh Nguyễn ít nhất là 50 kg chứ anh. Rồi 50 kg nha. Ờ. 50 kg chả cá, 50 kg lạp xưởng. Ờ, chứ dễ cho 50 kg trời. Không lại là 100 kg đi anh, chốt 100 kg hai bên đi. Tuấn Nguyễn là trai hay gái vậy, giả bê đê. Anh Tuấn hay nói, anh nói không à. Hello, Khanh Phương Trần chúc sức khỏe em. Nay nhìn Tuấn Nguyễn tươi sáng nhé, nói Tuấn Nguyễn đừng giận gì chức nữa. Hai người đóng clip vui vẻ, dạ ok chị ơi. Giờ em làm ở đâu vậy Dũng, chưa làm. Mời. Chưa làm với chị ở em Big Group đi nè. Em chưa làm về với chị à, ý là kêu cái anh Tuấn Nguyễn chưa làm à, anh chứ Dũng chưa làm chỗ nào thì về với chị nè. Dũng coi cho mình lận đây, coi mình lận đây có làm ở Hòa Tổng á mọi người ơi, chứ Dũng tội nghiệp quà cái gì tội nghiệp Quỳnh Chi quá, chị Google viết cũng sai nữa. Kha trời ơi, càng là sai luôn rồi, dịch cưỡng mình là người nước ngoài, bớt đi Quỳnh Chi ơi. Not be poor, be gì? Anh dùm giúp em Quỳnh Chi số gì nhớ vậy anh Vũ Nguyễn, trời hại thiệt. Anh Vũ Nguyễn kỳ ghê, cái nói đúng mà má ơi. Đó, cô ba phải lên tiếng liền nha cô ba ơi. Mình phải chỉnh cái chị em mình lại nha, Quỳnh Chi cũng biết rồi, khỏi dịch nữa chị ơi. Rồi chắc luôn, tiếng Anh mà chị đọc English mà như vậy chứ có BB thôi, đúng không ai hết
Thì Vũ Nguyễn, anh cái đình chào anh Vũ Nguyễn nha. Đó anh Tuấn Nguyễn lai chim mặc áo lá vô vú sợ quá. Phải dùng núi lửa không? Đúng rồi, dùng núi lửa mà, chứ nói là dùng gì dùng núi lửa mà. Đứa gì đâu có làm đâu. Xấu hổ con dâu em, xấu hổ con dâu em quá anh Vũ Nguyễn. Dùng núi lửa gì lên số Zalo em đi 0907621571 em chịu nói chuyện nha. Chứ giờ em không biết chị là ai đâu. Bây giờ đúng mới xác trà không? Trời ơi, tối nó kéo về nhà em, nó nhậu tới 3 giờ sáng. Nó quần. Đúng rồi, chị dùng nó lửa nè, giống. Đúng rồi, chị dùng nó lửa đó. Trời ơi, xấu hổ con dâu em quá, anh Vũ Nguyễn ơi. Trời ơi, tới công chuyện luôn. Chị dùng cái lửa ở quán trí nhớ hả? Phải không chị? Nói anh Tuấn Nguyễn là chị mặc áo lá vô, chứ cái vú mà sợi quá rồi. Đó về mà sệ, chúng ta dung về mà sệ. Anh Nam Nguyễn Nguyễn anh quá sợi. Trời luôn. Nó sệ kìa, kìa bên đây nó về nó chảy sệ kìa. Giao thật con nhỏ hết mấy con lông rồi. Con vú á bữa tao. Trời đâu má, chú ta vú thiệt, cho ta vú thiệt. Sệ bà ơi, sệ sệ bị sệ, bị sệ. Xong, cho nó bị một cái áo kìa. Ôi bị sệ mà chứ hồi đó mà tập nhiều vậy bà. Hello anh Tuấn Nguyễn ơi, chị Trưng Phạm cho anh Tuấn Nguyễn nè. Kìa nghe nói dậu em sửa sắc đẹp bị hư hả dậu kìa. Trời ơi cái đình ơi, em bị từ chối nha anh. Em vô em vừa cởi cái áo ra thấy hai hàng dao găm của em, bác sĩ kêu em hai chủng hai chữ get out. Hình như là bị từ chối anh ơi. Về đi má ơi. Mấy cái này sửa xong là má đi xuống lỗ luôn á. Hello anh Tấn Nguyễn, rồi chạy chăm phan nha. Dùng núi lửa good lớp số 2 về Hồ Huấn Nghiệp nè. À Hồ Huấn Nghiệp. Chào 312 người đang coi lại nha mọi người ơi. Trời ơi, mình chơi gì vậy vậy? Binasan. Ê, ban này giống ban hưởng Bình Tân đúng không? Konnichiwa. Giống mọi người ơi, qua nhóm B coi có đại gia Vũng Tàu trúng thưởng. Trời ơi, cái này miệng quá trời quá đất luôn. Đó anh nói đi, anh nói bên này không sao, anh nói bên kia làm mày kích da nha anh Kim Đình ơi. Đấy ra chưa xả cái lên. Anh bị phà từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều anh chưa lấy xả. Lấy con cái nằm quanh đó gì xin. Anh chưa xả đúng không anh Đình? Có ngày Đình vui lắm. Ông hiểu ông lấy ra mà ông châm lại luôn. Ông chỉ ló cái đầu ra thôi. Tấn ơi, giờ đây hẹn đi chứ đi ăn lẩu anh Tấn ơi. Ca Quỳnh Chi ơi. Chơi bình già luôn đi gái. Anh Kim Đình ơi, tranh thủ ra anh ơi, anh ơi, anh Kim Đình ơi. Nãy giờ anh ra bán, mua bán rồi mọi người ơi, bán ế vậy. Anh ra lên đây, anh ra đây đi anh, em bàn chuyện ác cho anh chút coi. Đó, ra bà chuyện ác anh ra đình ơi. Cũng với chút chuyện không hả? Anh không ra là em tố anh nữa đó nha. Trời ơi, tố luôn rồi, có chung chuyện luôn cả nhà ơi. Quỳnh Chi cửa gì, Quỳnh Chi ra đây chơi, Quỳnh Chi ơi. Nó cài trà đá luôn đi Sơn. Sơn dẹp này gì Sơn ơi. Đợi lời cứ lời cứu là nát đổ đi. Ăn chồng quăng ra quải. Để không không để ngày mai em qua nhà anh nha. Điểm to đúng không? Điểm to đúng không? Hết. Đó mai mọi người sẽ qua nhà anh Vinh nha, đổi không khí nha. Dùng về Tấn Nguyễn tối nay lên em gây lúp chơi đi, chị mời. Ok. Nghe Dũng với Tấn Nguyễn về đó. Chị mời chị lo hết đúng không? Làm cái việc nhảy thôi đúng không? Anh ganh đình ghê quá à, dậu đâm đít bọng cầm đi không nổi. Không nổi đâu. Dạo hôm nay không thấy mặt vậy. Trời ơi, Quý Dân Bảy ơi, quá trời ở đất anh biện anh. Anh Quý Dân Bảy này gì anh nghe. Quý Quỳnh, mày lại bị cười chấm chiếu mày Quỳnh. Người lên. Mấy người mà sắp có tình yêu là ai cũng vậy hồi xưa. Đúng rồi, qua ngồi mặt đối diện đi. Đối diện nè. Bây giờ chẳng có máy Quý Quỳnh ở đây nè. Trời ơi, em hẹn mọi người coi em hẹn rồi. Trời ơi, em hẹn rồi. Thấy hít cho nhịn cái nào. Tại anh Vinh ngồi kế bên nè, cái chỗ đó là chỗ của Quỳnh đó anh. Nãy chỗ đó chỗ của Quỳnh đó. Điên lên mấy gì nó mới giam dụng, nó mới theo tôi má. Xỉn lên tôi đâu đi theo đó, tôi đâu theo đó gì đó. Trời ơi, đương nhiên rồi đấy chứ Dũng nhiều khi nó cũng nổi máu dâm của đàn ông lên thì chứ Dũng quất rồi sao. Cái lúc tỉnh nó đâu quất được đâu đúng không? Tỉnh là mình biết mình là bóng, mình không làm gì được. Lỡ xỉn vô đâu có biết đâu. Trời ơi mà hên thế, bữa đợt bữa đó con quỷ Quỳnh đó ở đi miền Tây, quỷ Quỳnh nó xỉn
phải mà nó không xỉnh là nó đi ra ngoài cái mương cái bờ sông mà thì phải là thấy được cái hàng bà Dũng rồi. À đúng rồi, thấy luôn rồi. À, thấy nguyên con luôn rồi. Trời, bữa em quay em thấy có cái chân giữa nó lòi ra lú xíu. Thịt dư. Thịt dư. Còn chân bự lắm mẹ. Bữa đó em đứng ngay góc em quay á, em coi cái khúc đó. Nó lòi ra luôn á má. Ủa coi trên clip có luôn hả? Dám là bữa hôm nay ai quay á là che lại, tôi thấy riêng một cục chạy lăng quăng cũng như con chó. Nghĩa hào quá hào, nhìn chi về mà anh 34 tuổi xì nè. Thế bảo chạy lắc 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 lắc. Bớt đi Quỳnh Chi nó kiếm Đài Loan nữa. Bi đây. Bi Bi ơi. Bớt 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 ảo Bi Bi ơi. Sống thật đi Bi Bi ơi. Sống ảo Bi Bi ơi. Dậu đừng có ăn rau muống với thịt bò nha. Nó lòi ra là ăn một mâm nha dậu. Dậu cái dạng của nữa nha. Đúng rồi. Em chắc rồi. Anh mày đem mới giải phẫu xong á mà ăn cái chừng lòi á, đúng rồi đó anh có ăn không sao lắc lắc vậy trời ơi, ăn như muốn nó lòi với cơm á. Anh xử Quỳnh Chi kìa, cơm nữ nha, chế Dũng với Quỳnh xứng đôi nha rồi à. Có ai mà nói chế Dũng Quỳnh xứng đôi là lên số 1 cho em nha cả nhà. Đó lên số 1 đi, đem làm cưới nha. Trời ơi, vậy Dũng Nguyễn ơi, Quỳnh Chi lên số 1 đi, em rút lưỡi Quỳnh cho mọi người coi. Trời ơi, với em phải đem bộ đất giả. Ủa anh, giờ tao dắt mà mua cho mày 5 phần trước nha. Cái gì? Đi trước đi. Giờ tao dắt mày với bà Dũng đi ra tiệm vàng mua cho đứa 5 phân nha. Bà đám cưới luôn nha, chịu không? Lấy luôn Quỳnh, lấy Quỳnh. Ừ kìa. Đưa nha, hả số 1 quá trời. Rồi nói chung á mà anh cứ Nguyễn anh mua vàng đâu đi rồi bắt đầu anh về đây anh tặng cho chế Dũng với Quỳnh nè. Xề hả má. Rồi. Rồi. Tấn hả? Số 1 nhiều nhiều đi em đúng lưỡi Quỳnh cho mọi người coi nha. Quá trời số 1 luôn kìa. Trời ơi số 1 quá trời luôn à. Em cũng lên số 1 luôn nha cả nhà. Ai lấy xong vô xong cũng lên số 1. Ờ lên bông nhiều đi em đút lưỡi vừa cho mọi người coi. Trời số 1 quá trời luôn kìa. Kêu lên bông. Trời ơi toàn tặng toàn đưa tin nó lên số 1 luôn kìa. Trời ơi. Quên ta đẻ cái Quỳnh. Ghê nó anh dậu đừng ăn thịt bò coi chừng bị hâm đen nha, cái chỗ đó đen thui là không ai chơi đâu nha. Theo như sự yêu cầu của tất cả quý vị khán giả là cả 313 khán giả là số 1 hết thì chứ Dũng bắt đầu đút lưỡi một cùng Quỳnh. Sao? Quỳnh qua đây mình đút lưỡi nè Quỳnh. Bà bạn đàn ông thì đụng má mà đi ra ngoài đó đi. Má nói đàn ông má con đàn bà nó phải chủ động chứ. Là sao? Là tới khi đóng vai tôi đóng vai vợ nó số 1 hết luôn á. Ờ chờ số 1 luôn à.